Hai, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Rugby nha. Phía dưới chân mình là đôi dép huyền thoại. Khác với những YouTuber mà trải chuốt màu mè, mình là mang đôi dép này mình đi muôn nơi. Đó. Giờ nó dẫn cho mình đi cách nhà mình nó có một cái chỗ trại nuôi cá mà lâu nay mình không biết, giờ mình mới biết, mình ghé mình quay cho các bạn xem. Có 4 km thôi, nhưng mà ở đây mình thấy là nuôi cá mà thấy cũng quy mô ghê các bạn, chắc cũng làm cũng lâu rồi, bây giờ cũng nhiều rồi. Thứ nhất mình sẽ đi vô phía trong, mình đi review cho các bạn xem nha, những cái dàn hồ. Cái dàn hồ này mới lên nè các bạn đó, mới lên 1 2 4 6 8 2 4 6 7 trên 8 hồ dưới 7 hồ đó, mấy cái dòng cá. Ở đây thì mình có đi coi á, thì coi qua một lần sơ một vòng á, thì cỡ những cái dòng phổ thông thôi các bạn, phổ thông, tại do ở chơi ở dân cái ở quê á, người ta không có mua cá mà mắc tiền lắm đó. Đây là coi sọt, coi đen sọt có rìu bông luôn nha, coi đang sọc rìu bông nha các bạn. Đó, mình quay chủ yếu cái mô hình đó để cho anh em tham khảo cho dễ, rồi mai mốt anh em mà nuôi á thì có thể học hỏi. Nhưng mà vậy này cá rất khỏe các bạn, bèo để phun luôn. Cá rất khỏe, bèo để phun luôn. Đây là phun gôn. Phun gôn gen này các bạn, nhiều lắm. Xíu nữa mình đi vô phía trong cho các bạn xem, cũng có nhiều lắm. Mình đi từ ngoài vào trong cho các bạn xem nha. Đây, phun gôn nữa, bạn khè. Đây, gen thôi nha, không có rìu bông nha các bạn. Bỏ ngoài nắng nè, bỏ ngoài nắng nên nó đẹp lắm. Dạng vậy. Đây là bóng ngoài trời luôn mà mưa, ở trên đây mưa xuống ta, mưa nó tạt thì nó xuống thôi. Đó. Đây, đó là một góc nhỏ thôi nha, góc nuôi cá mà dạng, mà nếu mà mình nhận xét á, là ở đây chỉ có những cái dòng mà cơ bản là nhiều, còn dòng VIP thì chưa có, không có nuôi. Đây là hồ thủy sinh. Hồ tùm lum thứ cá nào mà bình hay là cá tạp, cái đồ dục ra đây hết. Đó, các bạn ở nhà các bạn cũng chắc là cũng muốn một cái nhà mình cũng có một cái hồ này để mà ra nuôi cá, thì cái dân nuôi cá mà thích rất là đam mê luôn. Mê thấy hồ ngắm nè, sáng ra ngắm cho nó ăn là ok luôn. Đó. Đẹp lắm các bạn, nói chung là mấy ốc sai cối nè, ốc táo nè, có ốc táo bự trong kia kìa đó, ốc táo rất là bự. Đây, phía trong đây cũng nuôi ngoài trời nữa nha các bạn, anh chị cũng nuôi ngoài trời nữa. Đây là vùng, đây là nông thôn thôi đó, các bạn nhìn ra sau núi ra rồi đó. Đây là nông thôn chứ không phải thành phố đâu nha. Còn ở đây còn heo hắt hơn ở chỗ mình nữa mà. Nhà thưa. Đó. Rồi, thì mình vô trong mình xem nha. Đó, mọi người đang mua cá, lựa cá và chuẩn bị lại giang hồ. Đây, mình đi vô phía trong mình quay cá trước đi, xong vô mình hỏi thăm thêm. Hỏi thăm mình nói chia sẻ mấy kinh nghiệm để cho các bạn tham khảo. Dumbo Blue Tobat. Cá mình thấy ok các bạn, khỏe. Không thấy con nào bệnh hết. Nhưng mà sao cá nhà mình đang bệnh tè le. Phun gôn, nói chung ở đây nuôi phun gôn nhiều các bạn. Phun gôn này. Phun gôn nè. Đó. Phun gôn nữa nè.
Đây là full red. Đó các bạn, nếu mà nhà ai mà có diện tích như vậy thì cứ nuôi như đây. Nuôi mình có thể trải những cái hồ này, mua hai cây tầng cây này hoặc là cái này bỏ lót lên, hoặc là cây xanh kia đó. Anh em mà có đam mê, mà có điều kiện hoặc là muốn một chút kinh tế nữa thì đầu tư thêm nhiều xíu. Thì theo mình biết thì đây anh chị cũng nuôi thì cũng là chính luôn, ngày chính luôn. Nuôi cá chuyên đi bỏ sỉ thôi chứ bán lẻ không có bán lẻ. Bán lẻ ít lắm, có nhưng mà vẫn ít. Nè, con cô này cũng đẹp mà các bạn. Đang soi thử nó có con nào lên tay không. Không, ok. Mình sẽ sao. Ô, chào các bạn nha. Đây là đại gia. Đại gia gì? Đại gia mập, mập quá trời nè. Đại gia nhậu, đại gia nhậu. Đây shop, chủ shop ở Cam Ranh. Rất là lớn. Shop bự lắm á. Full gold không các bạn ơi, đây full gold không à. Nãy hồ cá này các bạn, đây gặp sự cố. Sự cố mà ngoài ý muốn, nhưng mà chắc ai mà nuôi khay đều mấy cái dàn sắt đều bị nè. Sau này nuôi lâu quá nó mục đó các bạn nè. Nãy những cái dàn này đúng không? Dàn sắt này đúng không anh? Dàn sắt cỡ này đúng không? À sắt V cũng. V lỗi mà V3 thôi. Đây 4 cm. Còn kia 3. Đó, nó mục nó gãy các bạn. Đó, mục dục ngoài đó. Đó, mấy con này mới bực đưa lên lại nè. Red Lay Swallow. Mà bị rớt xuống mà nó không sao. Đó, nó gãy vậy thôi các bạn. Còn đây là anh chủ nhà. Các bạn nha. Nói chung anh em ở đây người ta ít khi lên TV nên hơi ngại. Anh nuôi ở đây đa số nuôi nhiều dòng không anh? 6-7 dòng vậy á. 6-7 dòng hả? À. Nuôi có hay gặp bệnh hoạn không anh? Có chứ, mấy mùa này hay bị chết lắc á. Cái này anh bình thường mình cho ăn cái gì? Lọc chủ yếu á. Trùng huyết. Trùng huyết, Artemia, trùng huyết là đông lạnh đúng không? Đúng tại rồi, do đúng cái rồi, đúng rồi. Ở đây là chỉ có trùng huyết đông lạnh thôi chứ đâu có. Đây ở đây chỉ có hút hàng đông lạnh thôi các bạn. Không có trùng chỉ như ở Sài Gòn hay là mấy tỉnh miền Tây đâu. Ở mình là chơi hàng đông lạnh không à. Một tháng ăn chục ký trùng huyết không anh? Không tới. Tiền thức ăn cũng hơi nhiều quá nếu mà nuôi. Ăn trộm. Nuôi cá phổ thông vậy mà nó hơi bị nhiều tiền thức ăn đó các bạn. Thì đi mình đi vòng thấy cá toàn là cá trung cấp không à, không có cá nào cao cấp hết. Đây được hai cặp coi đen sọt, người bông Finchy đỏ luôn. Mà sao nó chói nắng quá vậy. Tay bướm nữa các bạn. Cái bài này nó có hầu về cho anh, hầu về cho anh. Nó đen sọt cái bông tay bướm này. À. 14 tháng 10. Mà đa số mấy con mà rùi bông tay bướm Finchy này nó hơi dài, nó không được super short như mấy cái loại kia. Đây bên đây cũng có mà nó super short hơn các bạn nè. Nó mười nòi, nó không có Finchy, nó kỹ short nhưng mà super short đẹp lắm. Anh đây bán có ship xa gì không anh? Dạ có ship xa.
Rồi để anh cho số điện thoại ở đây đi, đọc số điện thoại ở đây thì anh em nào muốn mua gì hỏi thì có. Rồi cái gì ủng hộ á? Đọc số điện thoại chị. Dạ 0933. Đọc đi, đọc 439 438. 0933 439 438 nha các bạn. Dạ số điện thoại ạ. Thì mình bên mình có những dòng gì đọc hết luôn vậy để người ta anh em trên đây có thể dễ biết á. À dạ hiện tại thì bên em đang có dòng là Corex E, Double Half Moon, co sọt Ribbon Fin C, co sọt thường thì cũng có. Rồi Dreadline thì hiện tại tụi em chỉ đang còn dòng Swallow thôi. Tụi em có Plutobat nữa. Full Red BDS. Dạ, dòng Dreadline. Tụi em còn một cái hồi nữa thôi. Hồi nãy nó sập xuống mà các con nó rớt ra không ta? Nó rớt. Dạ, em cũng không biết là nó có rớt ra, nó sụp xuống nhưng mà sao con mẹ còn nó hoảng quá, sau đó là nó mới đẻ ra nè. Có nghĩa là sụp xuống nó hoảng xong nó đẻ luôn. Mới đẻ luôn. Dạ. Sự cố ngoại muốn sáng ra cá nhìn cá rất là yêu đời, sau đó lấy cái tay nhìn thử con cá nào đẹp đẹp, ai ngờ đâu biết là cái ầm rồi nó sụp hết luôn. Thôi đường nào phải thay mà nó tạo cơ hội cho mình thay sớm hơn. Cái chuyện chiến sâu đi để làm cá lên kiếm cá chơi. Đây đại, dạ. đại gia đi mua cá nữa, mua nhiêu tiền? Mua nhiêu tiền ra anh sao chạy sao thấy lên TV mà chạy chơi. Vậy anh em kéo nhau đi chơi với lại là ảnh mua cá các bạn. Nói chung cũng vui, nói chung là quay thực tế nha các bạn chứ không có diễn gì hết á. Nên các bạn ngoài đó có gì ạ? À, quay rồi. Đây là Dumbo Plutobat nhồi bông Swallow các bạn. Nó bị chói nắng quá không thấy nè. Đó, mình thấy cũng đẹp. Nào cái con Plutobat này mình nuôi mình thấy nó ẹo lả quá nên mình thích nên mình bỏ hết rồi. Bữa nuôi mà các bạn hỏi nhiều quá cũng bỏ hết rồi. Đó, nãy mình có đọc cái địa chỉ cái số điện thoại á. Cái đây chủ ship xa nha các bạn. Chủ ship xa nên anh em cứ liên hệ số điện thoại. Rồi hỏi ảnh quay clip sau đó các bạn Zalo rồi đó rồi ảnh bán cho nha. Mình thì mình đi đâu mình cho chỉ đó. Chứ mình không có giấu giếm hết các bạn. Ai mua bán được gì thì mừng cho người ta thôi. Chứ mình không có giấu người này được người kia không được bán gì hết á. Giờ ai thương mình thì ủng hộ thôi các bạn. Thì video thì cũng dài nãy mình đi sơ bộ rồi đó. Thì ảnh cũng chia sẻ một ít cái thôi chứ ảnh không có chia sẻ không hỏi được ảnh nhiều đó, anh chủ rồi. Giờ mình cũng tới giờ mình đi về rồi các bạn. Mình quay sơ cho các bạn cho vui. Đây đều đi oxy hết, vàng hồ nào cũng oxy hết, khác mình nuôi không có oxy hết các bạn. Nha các bạn, rồi xin chào tất cả.